Tháng 7 cô hồn, được trời thương Phật độ, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Mậu Ngọ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý anh chị tuổi Mậu Ngọ là một trong những con giáp lội ngược dòng số phận mà hóa hung thành cát, vận trình có được nhiều cát tinh xua chiếu, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có được cơ hội trúng số là rất lớn, trúng thưởng là rất cao, giúp cho quý anh chị thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Mậu Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 diễn ra như thế nào, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Mậu Ngọ cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tháng 7 cô hồn, được trời Phật thương tình, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ, nếu biết được điều này. Hình tượng ngọ, ngựa trong tiếng Hán cổ, bên trái trông như một cái mác, cũng có thể hình dung một mũi tên vừa bay ra khỏi cung hay cái chảy giã gạo. Chữ ngọ gợi cho ta cảm giác về một dụng cụ hữu ích, mạnh mẽ và đang chuyển động. Ký tự phong thủy bên phải của ngọ cũng gây ấn tượng về một nguồn năng lượng tự nhiên mạnh mẽ. Người tuổi Mậu Ngọ không quan tâm nhiều tới tiền bạc, khi có tiền họ sẽ tiêu, khi hết tiền họ sẽ kiếm thêm tiền, với họ tiền không làm nên hạnh phúc. Tuổi Mậu Ngọ coi tiền bạc như lớp kem phủ trên chiếc bánh gato, cũng cần có một chút, họ sẽ tiêu tiền vào những việc lý thú thay vì tích góp chúng. Quản lý tiền tốt, nhưng họ thường mất hứng thú với mục tiêu kiếm tiền của mình, mong muốn thử nghiệm mọi thứ và khả năng nắm bắt dễ dàng những vấn đề mới, giúp tuổi Mậu Ngọ phù hợp với hầu hết công việc. Tuy nhiên, họ cần cân nhắc khi chọn những ngành nghề đi kèm mệnh lệnh và quy tắc cứng nhắc, con giáp này cũng sẽ từ bỏ những công việc mình cho là nhàm chán. Nhờ giỏi giao tiếp, nên tuổi Mậu Ngọ sẽ thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Nhu cầu được độc lập và dựa vào chính mình khiến họ thèm muốn quyền lực và phù hợp với các nghề nghiệp trong lĩnh vực thông tin đại chúng. Một số lựa chọn nghề nghiệp tốt cho tuổi Mậu Ngọ: giáo viên dạy văn học hoặc ngoại ngữ, phiên dịch, nhà báo, người làm công tác quảng cáo, diễn viên, nhân viên kinh doanh. Người tuổi Mậu Ngọ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập, là con giáp dương, Mậu Ngọ rất cần nhiều không gian để lang thang, tuổi này không thể chịu được các lịch trình. Thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt, đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Người tuổi Mậu Ngọ năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết, đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình, bất kể đó là việc gì. Mệt mỏi hay khó khăn, chồng chất không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ này giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi, ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm, bao đời giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt. Người tuổi Mậu Ngọ thể hiện sức mạnh nội tâm, mãnh liệt và quyết tâm sắt đá, ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn. Họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối, đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Tuổi Mậu Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, người tuổi Mậu Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì, họ sẽ cố gắng hết mình để thực hiện, họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, người tuổi Mậu Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn khuyên nhủ, cũng giống như ngựa tốt, cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi. Tuổi Mậu Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí, hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước. Người tuổi Mậu Ngọ thường thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn, họ rất dễ kết bạn. Các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với người tuổi này và họ thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình, thật khó để người tuổi Mậu Ngọ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông. Người tuổi Mậu Ngọ là một diễn giả rất có sức thuyết phục, họ không ngại nói ra sự thật, họ cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công. Với trí thông minh tuyệt vời,
giúp tuổi Mậu Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc đã bắt đầu, họ luôn mải mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều mối quan tâm, tuổi Mậu Ngọ thường chọn công việc theo hứng, họ hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Vì vỡ mộng, vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, người tuổi Mậu Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết, họ yêu luyện tập cả thể chất và tinh thần và để thỏa mãn tính thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài, người tuổi Mậu Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc, tuy nhiên họ lại rất khó chịu đựng thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ vỡ. Tuổi Mậu Ngọ thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Người tuổi Mậu Ngọ có thể hơi quá tập trung vào bản thân và đôi khi còn nổi cơn tam bành khi mọi chuyện không được như ý. Khi ai đó xoa vuốt ngựa không đúng cách, nó sẽ cắn, đá hoặc đáp trả ngay không chút chần chừ. Cũng giống như vậy, người tuổi Mậu Ngọ thường phản ứng quyết liệt, để rồi sau đó lại hối tiếc về sự nóng nảy cũng như những lời nói nặng nề của mình. Dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, tận sâu thẳm Ngọ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Tuổi Mậu Ngọ có sức hấp dẫn lớn với người khác giới và biết cách ăn mặc để gây ấn tượng, không chạy theo mốt hoặc tỏ ra sành điệu, họ yêu nhanh và thôi yêu cũng nhanh như vậy và có thể bị gọi là những kẻ ăn chơi. Nhưng tuổi Mậu Ngọ lãng mạn, có thể từ bỏ tất cả vì tình yêu, với tài ăn nói, các chàng trai tuổi Mậu Ngọ rất biết cách chinh phục trái tim người đẹp. Họ yêu ai cũng hết lòng, nhưng rồi cũng chóng nguội. Rất may là cá tính này tan biến dần cùng tuổi tác, các mối quan hệ sẽ ngày càng trở nên bền vững, ổn định. Tuổi Mậu Ngọ có sức khỏe tốt, có thể vì họ luôn giữ cái nhìn lạc quan về cuộc sống và ưa thể thao. Hãy dẫn ngựa ra ngoài và xem cách chúng hào hứng chạy trên các cánh đồng tự do, ngựa thường chỉ ốm khi bị nhốt kín mà thôi. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, đúng tháng 7 năm 2023 âm lịch. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can Canh Kim, địa chi Thân Kim, đặc trưng, tiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Nguyệt lệnh đế vương cho thấy, thái độ kiêu ngạo của con giáp tuổi Mậu Ngọ, trong cách hành xử với mọi người, bạn có thể cho rằng mình có quyền lên mặt dạy đời, vì bạn khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Thế nhưng, suy nghĩ đó chỉ khiến bạn trở nên ngông cuồng, trẻ con trong mắt mọi người mà thôi. Không ai phủ nhận năng lực của bạn, nhưng việc bạn xem thường những người yếu thế hơn mình là điều hoàn toàn không nên. Thực tế là ai cũng có điểm mạnh riêng, chỉ là họ chưa biết tìm cách để khai thác nó mà thôi. Không ít người tuổi Mậu Ngọ tháng 7 này lại tỏ thái độ hiếu thắng, thích tranh giành hơn thua với người khác từng chút một. Nếu trong vai trò người lãnh đạo, người ta sẽ đánh giá bạn là người hẹp hòi đấy nhé. Sao dịch mã xuất hiện cho thấy, không ít người tuổi Mậu Ngọ có lịch trình bận rộn, thường xuyên phải đi lại, thời gian di chuyển rất nhiều và tốn kém. Nếu có thể, bạn nên có kế hoạch trước cho mọi thứ để sắp xếp chuyến đi khoa học an toàn, hạn chế tối thiểu rủi ro. Tháng này cho thấy bản mệnh càng vất vả, càng phải bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, hơn nữa bản mệnh là người chịu thương, chịu khó nên sẵn sàng chấp nhận thử thách để đạt được mục tiêu của mình. Ảnh hưởng của đại tử nên sức khỏe cũng là vấn đề bản mệnh cần lưu tâm trong tháng cô hồn này, lúc này vì dễ bị tổn thương. Sức đề kháng cũng có dấu hiệu giảm sút khi bạn thức khuya quá nhiều hoặc làm việc ở những nơi có nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, cương nghị, thẳng thắn, dũng cảm là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, giúp con giáp tuổi Mậu Ngọ có thể đối diện với mọi vấn đề, các quyết định đều nằm trong tay bạn. Chọn lựa thế nào là ở bạn, tuy nhiên không nên vì thế mà quá cứng nhắc, đôi khi linh hoạt sẽ giúp bạn có nhiều ưu thế hơn ấy. Chính ấn ghé thăm cũng là lúc để bản mệnh thể hiện sự năng động của mình trong cuộc sống, có nhiều người phải vất vả hơn khi so sánh với những người khác, nhưng bù lại thành quả rất đáng nể. Tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Mậu Ngọ âm lịch cho thấy, thời gian này bản mệnh có thể gặp một người thú vị trong lĩnh vực liên quan đến công việc. Người đó mang đến cho bạn một số thông tin giá trị, khiến bạn có thêm nhiều cơ hội. Đây là vận may của bạn, hãy nắm lấy và đừng bỏ lỡ nhé. Với người làm công ăn lương, cơ hội để bản mệnh tăng tiến công danh, quyền lực đã đến rồi, đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ. Tuy nhiên,
Đừng vì lợi ích của mình mà quên đi người khác. Nhớ rằng việc bạn làm nên mang lại niềm vui cho nhiều người nhất có thể, nếu không sự ích kỷ của bạn sẽ phải trả giá trong tương lai. Về mặt tài lộc, người tuổi Mậu Ngọ lúc này rủng rỉnh tiền bạc, nhiều người có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình, thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn chớ chủ quan nhé. Bản mệnh nhớ rằng, cuộc sống mà chỉ theo đuổi mục tiêu tiền bạc thì quá nhạt nhẽo, thực tế là không ít người giàu có sung sướng, nhưng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng không mục tiêu. Tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tam bích bay về phương Tây Nam, mệnh chủ dễ vướng vào những rắc rối khó tránh thắng cô hồn này. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc dính dáng đến pháp luật hay kiện tụng nữa. Thực tế là có rất nhiều người không đáng tin, thậm chí là người thân cũng có thể mượn tiền của bạn nhưng không chịu trả. Thế nhưng con giáp tuổi Mậu Ngọ cũng phải biết chọn mặt gửi vàng, có giấy tờ ghi lại rõ ràng nhằm hạn chế tối thiểu rắc rối liên quan đến chuyện tiền nong nhé. Về mặt tình cảm, tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Mậu Ngọ âm lịch, vận trình tình cảm của bản mệnh có nhiều bất ổn. Riêng với những ai đã có đôi hoặc đã lập gia đình, việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp khiến bạn phải bỏ bê chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nếu một nửa của bạn là người không chịu thông cảm, thì hai người dễ gặp rắc rối, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ngũ hành xung khắc cho thấy, việc đặt công việc lên trên tình cảm đôi khi không thực sự sáng suốt, mối quan hệ căng thẳng, thậm chí là lạnh nhạt, cũng sẽ phần nào hút năng lượng của bạn, gia tăng sự mệt mỏi. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Mậu Ngọ âm lịch cho thấy, lúc này đã sang đại thử, tiết khí này sẽ khiến tỳ của bản mệnh dễ bị tổn thương. Do đó phải chú ý hơn tới sức khỏe, khi cảm thấy sức đề kháng giảm thì tìm cách để gia tăng bằng việc ăn những đồ ăn phù hợp, nghỉ ngơi thường xuyên, đi ngủ đúng giờ. Ngoài ra, thời gian này vì lịch trình bận rộn nên bản mệnh thường xuyên phải đi ra ngoài lúc trời nóng nực giữa nhiệt độ cao, dễ bị cảm nắng. Gặp các chứng bệnh về da nên chuẩn bị áo chống nắng, kính mát, khẩu trang đầy đủ để che chắn, tối thiểu tác động của ánh nắng lên cơ thể của bạn khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, ở mặt nào đấy, không ít con giáp tuổi Mậu Ngọ đang cố duy trì lối sống lành mạnh. Họ hiểu rõ vốn quý của một thân thể khỏe mạnh nên tập trung cải thiện với hy vọng mình có thể sống lâu, gia tăng tuổi thọ. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tuần này tuổi Mậu Ngọ nên lưu tâm về mặt tiền bạc, đầu tháng đi đâu nhớ bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận, kẻo mất trộm lúc nào không hay. Làm ăn cũng không được may mắn như ý muốn nên chớ dại mà đầu tư lớn. Công việc tuần này gặp thiên tài nên mới đầu phát triển khá nhanh, may mắn hơn mong đợi, nhưng có duy trì được may mắn hay không đều phụ thuộc ở bạn. Người sống càng khiêm tốn, biết ăn chơi có điều độ thì công việc mới phát triển đều đều và ngược lại. Hung tinh đại hao cảnh báo, tiền bạc tuần mới không may mắn, khó kiếm tiền lại còn dễ thất thoát, sức khỏe dạo gần đây không ổn nên tiêu khá nhiều tiền cho thuốc men, bệnh viện. Làm ăn thì khó khăn, chật vật, nợ thì không được trả, chạy vạy khắp nơi. Con giáp tuổi Mậu Ngọ cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện buồn trong tình cảm trong thời gian này, bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc, nên không để tâm đến những nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào với mối quan hệ của mình, nguy hiểm hơn là có kẻ thứ ba chen chân vào gia đình. Quý nhân, Thìn, Tỵ, tiểu nhân, Sửu, Dần. Màu sắc may mắn, đỏ, 8. Con số phát tài, 01, 28, 92. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuần mới, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, tuổi Mậu Ngọ không phải lo lắng, mệt mỏi. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước, đi đến đâu có người yêu quý đến đó, đặc biệt là các bạn nữ có duyên trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn. Cát tinh thái âm trợ mệnh, giúp tuổi Mậu Ngọ may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều. Đầu tuần, đến giữa tuần càng vất vả, bôn ba xông xáo, thì thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, nằm ngay trong tầm tay, đặc biệt là ngày giữa tuần, bạn không phải lo lắng gì hết. Chỉ cần tập trung vào làm tốt việc của mình, thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người, tiền thưởng cho sự cố gắng khá hậu hĩnh. Tuy nhiên, mặt tình cảm vì lâm thương quan nên chủ yếu nói về trục trặc trong gia đình, cha mẹ và con cái dễ có xích mích tranh cãi không hiểu nhau dẫn đến chiến tranh lạnh. Người làm cha, làm mẹ có lẽ cần có thời gian tâm sự và đi chơi với con nhiều hơn để gia đình yên ấm. Quý nhân, Hợi, Dần, tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn,
nâu, xanh, con số phát tài 33, 62, 97. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần này e là tuổi Mậu Ngọ sẽ phải bươn chải và chạy khá nhiều để có được cuộc sống an nhàn, ở một chỗ thì đói. Phải tự thân vận động thì mới có cái để bỏ vào miệng, càng xông pha thì vận trình của bản mệnh càng may mắn đừng ngại. Nhờ có dịch mã cát tinh, nên đầu tuần là thời điểm các khí vượng, vận may tăng tiến, rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương, công việc thuận lợi hơn người, con giáp này nên đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn. Trong tuần có thực thần nâng đỡ, nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ, tuy tiền bạc không quá dồi dào, nhưng Mậu Ngọ hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng, bạn xứng đáng có được những điều đó vì thái độ sống tuyệt vời trong thời gian qua. Đường tình duyên không có nhiều biến động, một gia đình ấm êm, hạnh phúc hòa thuận, nhưng bạn cũng không nên quá tập trung cho công việc, mà quên sao nhãng tổ ấm của mình, hãy quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với con cái, điều đó không chỉ giúp gia đình thêm vui vẻ, mà bạn cũng thấy nhẹ nhõm trong tâm hồn. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Ý, Hợi, màu sắc may mắn, hồng, trắng, con số phát tài 22, 47, 90. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Đầu tuần có vẻ hơi khó khăn với tuổi Mậu Ngọ, nhưng giữa tuần thì may mắn gấp đôi, những chuỗi ngày gian nan vất vả của bạn sắp qua đi, nhường chỗ cho sự thăng tiến, đặc biệt là nam tuổi Mậu Ngọ, mọi mặt đều như ý vẹn toàn. Cát tinh Thái Dương mang đến tin vui cho công việc của con giáp này, người tuổi Mậu Ngọ đi làm ăn xa được nhiều may mắn. Làm ăn phát đạt nhất là với nam giới, bạn có tiếng nói trong công việc, không sợ tiểu nhân ức hiếp, càng bị đè nén, càng phát huy được năng lực thực sự. Lộc trong tuần khá ổn, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, điều này có nghĩa dù làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có thu nhập tốt. Tuổi Mậu Ngọ hãy xác định lại mục tiêu phía trước của mình, tranh thủ kiếm tiền, thì tuần này là thời điểm đẹp nhất. Tuy nhiên, đường tình duyên có thương quan tác động nên không được may mắn, tuần này bên nội nhà bạn sẽ xảy ra trục trặc, có xích mích nhỏ, làm gì cũng vấp phải khó khăn. Bên cạnh đó, tuổi này cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh lừa. Quý nhân, Tuất, Dậu, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc may mắn, tím, vàng, con số phát tài, 33, 51, 84. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 7 âm lịch. Đeo vàng nặng cổ, phát tài rực rỡ, viên mãn, không ai sánh bằng, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh của người tuổi Mậu Ngọ, sinh tháng 1 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ, theo tháng sinh âm lịch, tháng riêng rơi vào tiết Tân Xuân, không khí tràn đầy năng lượng, sinh khí dồi dào, nên người tuổi Mậu Ngọ sinh vào thời điểm này, trong năm cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp, họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao. Người tuổi này sinh vào tháng 1 âm may mắn, được lục thần tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên chỉ lối dẫn đường, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ, tuy tính tình cương trực, nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thủ thường, không có chí cầu tiến, không ham học hỏi, họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. Song về cơ bản thì người này vẫn có phúc khí đủ đầy, cuộc sống sung túc, niềm vui lớn nhất của họ chính là được thoải mái, tự do kết bạn, có bạn bè khắp tứ phương. Vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm lịch. Trong năm, tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm là người được phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh đĩnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược, chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa. Song người tuổi Mậu Ngọ này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực, dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ, cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn. Làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài xã giao, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hạ trong năm, người tuổi Mậu Ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả, cuộc đời lận đận vất vả phải chịu nhiều trắc trở khó khăn, họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng. Nhưng bù lại giữ được bình an, dù gặp nhiều cản trở, nhưng không vì thế mà họ nản lòng, ngược lại càng thêm quyết tâm giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường. Mọi thứ mà họ có được trong đời
đều do chính mình làm ra, chứ không nhờ cậy được ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân dũng cảm vượt qua, tự lực cánh sinh chiến đấu một mình, nhờ thế mà cũng không ít lần gặp dữ hóa lành, giành lấy những gì mình muốn. Nam và nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh tháng tư âm rất giỏi kiếm tiền, chỉ hiềm không biết cách giữ tiền, tiền vào nhiều mà ra cũng nhiều không kém. Thu nhập lên xuống thất thường, không có tích lũy tiết kiệm gì cho bản thân, không có người thân giúp đỡ. Người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần, những điều đó rèn rũa cho họ ý chí sắt đá hơn người, tâm tính như nước. Chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động, nếu biết tận dụng, nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm trong năm là tiết đại tuyết, vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm cũng như nhuốm màu băng tuyết. Khó có được sức sống của mùa xuân, họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ. Người này tính tình hòa nhã, trung thực, tiền vận gặp nhiều rắc rối đa đoan, lúc nào cũng hẩm hiu đơn thương độc mã. Cuối năm 28, 29 tuổi, vận thế mới dần tốt lên, 35, 36 đến năm 40 tuổi, vận khí vượng khai, xuân về hoa nở, thành công rực rỡ. Đó là nhờ họ không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại mà có được. Ban đầu vị trí xã hội tuy nhỏ, nhưng về sau có thể làm nên chuyện lớn, gây dựng lại tổ nghiệp lẫy lừng, như cây khô gặp mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.